rồi là mọi người. Ok Minh, nhớ hay. Đừng ơi, chắc chậm ơi. Qua trái, qua trái, qua trái. Trận chung kết. Qua trái. Giải 44 dầu tiếng mở rộng nha các bạn. Giữa Bình Minh, Lâm Hưng và Trường Trăng Bơm. Quý bãi biển. Con. Đập bóng nước bóng. Điểm là đội từ 1-0.
Lâm Hưng đập bóng quay lượt điểm 5-7. Đập bóng chạm tay trắng ra ngoài, đổi về điểm cho đội Trường 8-5. Lâm Hưng đập bóng quay lượt đổi về điểm cho Phong Tân Hiệp 6-8. Đổi về điểm cho đội Trường Kịch 6. Đập bóng bóng ra ngoài. Điểm cho Phong Tân Hiệp 7-10. Đập bóng hướng tốt, điểm 13-8. Bình Bình quá tốt, điểm 9-13. Kết thúc trận đấu, đội Trường thắng với tỷ số 15-10.